xíu. Nhưng mà cái khúc này rất là mới và đặc biệt của Phạm Phước. Xin được tặng cho những người bạn của Huy và tất cả mọi người có trong OZ Long ngày hôm nay. Cái khúc này mang tên Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc. Hãy subscribe.